Thôi, muốn không có làm nữa đâu nha. Chết như chơi. Lúc nào anh không nói vậy? Thôi, không làm nữa đâu. Mốt chết đi chơi á. Anh nói nhiều nhưng mà nói đúng. Mai mốt anh cũng quên à? Không có đâu. Đó là anh hồi xưa. Giờ anh thay đổi rồi. Anh biết mà mỗi lần anh nói như vậy á, anh nghe giống cái gì không? Giống người trưởng thành bể lồn. Giống mấy con chó. Nghe kỹ đi nha. Tôi nói này lần cuối á. Mốt tôi không nói nữa đâu. Để coi mai mốt anh sao. Ừ, để coi anh sao. Ừ. Dạ em chào anh chị. Anh chị uống thêm trà không? Cảm ơn anh. Em xin phép. Ý của anh á là cái mình đang làm dở không có khác gì cứ ngân hàng chứ anh em. Mẹ có khi cứ ngân hàng dễ hơn nữa. Ngân hàng nhà nước nó lo hết rồi. Tụi quản lý đâu quan tâm đâu. Nhiều khi giờ anh em vô khỏi cầm súng nữa. Nói thiệt, em biết bữa anh nghe cái gì không? Có một thằng khùng kia, nó cầm cái điện thoại vô cái ngân hàng, đưa tụi nhân viên. Thằng bên kia đầu dây kêu là: ê, tụi tao đang bắt cóc một con nhỏ nè. Giờ mày mà không đưa tiền cho tụi tao á, tao bắn nó chết. Thành công không? Thành công vãi lồn luôn. Tưởng tượng ấy, một thằng khùng không cầm súng, không cầm dao vô ngân hàng đưa điện thoại, có đóng tiền bước ra. Còn nhỏ nó có sao không anh? Anh không biết. Anh còn biết là có con nhỏ hay không? Em, cái vấn đề ở đây không phải là con nhỏ. Cái vấn đề ở đây á là nó cướp ngân hàng bằng điện thoại. Bằng điện thoại. Vậy là anh cướp ngân hàng? Không, anh không có nói là mình đi cướp ngân hàng. Anh nói là mình làm giống tụi cướp ngân hàng á. Nó đỡ hơn cho mình. Vậy là anh không muốn cướp ngân hàng? Ừ. Tại vì tụi nó một cũng chết, hai là cũng ở tù mọt không đúng không? Ừ. Tội nặng lắm. Ừ. Vậy là mình không cướp mấy tiệm tạp hóa luôn hả? Thì ý anh nãy giờ là vậy đó. Tại em nghĩ rồi, tạp hóa là tiền nhà nó. Ừ. Mình lấy tiền nhà nó thì nó chơi liều. Nhiều khi mình phải nhét cái đó. Em không có muốn giết người đâu á nha. Anh cũng không. Nhưng mà vợ nó sẽ đặt mình vô cái thế một là mình, hai là nó. Mình cương nó cương lại rồi thì sao? Ừ. Nhiều khi chưa kịp rút súng ra nữa, nó xiên mình chết rồi. Phải giết nó thôi. Vậy giờ mình sao? Làm công ăn lương nữa hả? Thà chết nữa. Chứ giờ anh muốn mình sao? Ê! Dạ. Thêm ly cà phê rồi. Cướp chỗ này nè. Cà phê của anh. Nhìn gì vậy mày? Hút ít thôi anh trai. Hút nhiều không có tốt đâu. Chứ đủ mắt mày la mày dạy đời tao mày. Ủa tao hút gì? Má tao hút sao kệ tao chứ. Má chó này. Áo còn đéo ủi như dạy đời tao. Chỗ này là quán cà phê đó. Ủa thì sao? Đó giờ em có thấy ai cướp mấy cái tiệm ăn mấy quán cà phê chưa? Chưa. Nhưng mà nếu... Nhưng mà tại sao lại chưa? Tại sao lại không? Cứ đâm đầu như mấy cái ngân hàng, mấy cái tiệm vàng làm cái gì? Dân nó đập chết. Trong khi á, giờ anh em ngồi quán cà phê nè, có bao giờ em nghĩ là em sẽ bị cướp không? Không. Em cá là chỗ này cũng không có thằng nào dám làm anh hùng hết á. Ừ. Mấy quán cà phê bây giờ y chang như ngân hàng. Bảo hiểm nó lo hết rồi. Tụi quản lý nó chỉ muốn mình cút trước khi mà mình làm gì tụi nó thôi. Nhân viên hả? Khỏi. Không có thằng nào mà dám liều mạng gì cái nơi trả cho nó 20 ngàn cái tiếng hết trơn. Ừ. Em nhớ cái hồi mà mình đang cướp tạp hóa không? Chưa kịp làm gì chứ. Khách nó ùa vô rồi. Nhưng mà rồi sao? Em nói với anh gì? Lấy bóp của tụi nó. Ừ. Rồi cuối cùng sao em nhớ không? Mình kiếm được nhiều tiền từ bóp hơn là từ quầy thu ngân. Ủa?
nhiều người đi uống cà phê lắm. Vậy là sẽ có nhiều bóp lắm á. Thông minh không? Quá thông minh đi. Duyệt, Chức, ở đây, nghỉ bây giờ. Ok, vậy như cũ nha. Em lo tụi khách. Anh lo tụi nhân viên. Em yêu anh, hiếu thúi. Anh yêu em, cục về. Mày ngồi xuống hết. Tao là cướp á. Đứa nào nhúc nhích tao bắn lụng cái đầu liền. Cút khỏi quán của tao. Biến. Chơi vơi ơi nơi em đứng. Đây không phải là đèn pin loại thường mà chính là cái đèn pin thái dương năng. Khỏi dùng pin đèn, lúc có tia sáng thì nó sẽ sáng, nhưng mà không có tia sáng thì nhất định công chắc. Leo bên đây em ơi, tôi thắng đấy không còn lời.